Hello anh em, trên tay mình đây là một cuộn BE size 0.06 nha anh em. Thường thường anh em đi câu cá là size khoảng 06 hoặc là 04, 02 là nó đã là rất là nhỏ rồi ha. Nhưng bữa nay trên tay mình đây là cuộn dây 0.06 và bữa nay mình sẽ trải nghiệm để mình câu thử cá lóc bằng cái dây này nha anh em. Hy vọng là mình sẽ bắt được vài con cá nha. Cuộn dây này mình cũng chưa có khui ra để mình coi ha. Bây giờ mình sẽ thử khui ra và mình xem là cái sợi dây nó mảnh cỡ nào nha anh em. Cái cuộn này là cuộn F cộng R của Duel, tải mắc là 1,2 kg ha, và dài 150 m. Mình để mình coi coi cọng dây nó đâu. Trời, cọng dây nhỏ xíu luôn. Wow, nó mỏng còn hơn dây chị anh em. Mình thử bứt thử nó đứt không ha. Mình thấy cái là chắc nha, có thể là sẽ nhanh mục thôi, cảm giác mình bứt nó cũng khá là chắc đó. Để mình sẽ vô máy và mình đi trải nghiệm thử. Hello anh em, bữa mình tính là sẽ đi câu cá lóc bằng dây PE 0.06 ha, nhưng mà bữa nay mình sẽ đổi qua, mình sẽ đi đánh cá chẽm luôn cho cảm giác nó mạnh ha anh em. Hy vọng là mình sẽ bắt được một vài con cá ha. Dây cực kỳ mạnh luôn. Bây giờ mình sẽ câu nha anh em. Đối với một cái setup nhỏ xíu như vậy thì mình sẽ sử dụng lưới đơn chỉ chạy cho tiết kiệm anh em, bởi vì khả năng đứt sẽ rất là cao. Hồ mình đang chơi là hồ ẩm thực sinh thái Mỹ Thành Vân anh em. Quên, coi rắc, trời ơi cứng quá. Quên chỉnh rắc ha. Rắc mình sẽ để vừa phải, không có để cứng quá. Hy vọng là mình sẽ bắt được. Dính luôn. Trời ơi, mới đường đầu tiên. Hy vọng con đầu tiên thành công nha. Trời ơi, tê. Xiết rắc lại chơi mày luôn. Ui, đứt rồi. À, đứt leader anh em ơi. Đúng không? Trời ơi, nói leader cái gì tuột luôn. Ẩu quá. Vô nối lại nha. Mấy pha khởi động nó thường hay gặp sự cố anh em. Tối hôm qua nối leader chắc buồn ngủ quá. Thường mới vô hồ câu nó hay cái đường đầu nó hay bị đứt hoặc là sậy ha. Nó đầu vài đường bắt đầu mình mới gọi là vô đai. Rồi. Ôi. Trời ơi. Ui giời, đứt. Ôi, đứt leader chứ không phải đứt BE anh em ơi. Đờ. Tiếp tục vô cột vô đánh tiếp. Tiếp tục chiến tiếp nha anh em. Nói chung là game nó phải khó vậy, nó mới gọi là thử thách nha. Chứ thử thách mà ra mà quất cái được liền thì đâu có gì thú vị ha. Cái bộ cần mà setup nhỏ vậy á, đánh cá bể rất là phê nha. Thường những cá bể mồi cứng nó sẽ ít ăn, nó chuyển qua ăn mồi mềm nhỏ. Em đánh chậm chậm, đánh chậm đánh nhẹ. Bây giờ không có BE nó không đứt mà toàn
đứt leader không? Leader mình xài khá là nhỏ. Vô còn cái đứt được nữa không? Người ta nói quá tam ba bận nha anh em, một chuyện không thể nào mà xảy ra quá ba lần. Đồ chạy ghê quá, thôi chạy vừa thôi, vô đi để ta bắt một con cho nó phê coi. Vô đi, vô đi, hợp tác xíu đi. Anh em thông cảm nha, dây nhỏ mình sẽ bắt nó hơi chậm. Nó rắc không phải là lỏng nha anh em. Anh em thấy không, nếu mà rắc lỏng á là nó đã chạy te 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 rồi. Rắc này không có lỏng nha. Tiếng mà cái rắc lỏng á, anh em nghe nó khác lắm. Nghe cái nó không có tí lực nào á. Hôm nay anh em nhìn cái cần nó cong đúng không, là có lực rất là nhiều á, chứ không phải để rắc lỏng đâu. Vậy anh em nói ở sao không siết cái rắc lại, sự ra cũng cũng siết, nhưng cũng siết vừa phải ha. Cái dây nó phải chịu vừa đủ để cái dây nó còn chịu được, chứ mình siết chắc quá mà cái lực tải của dây nó nhỏ thì nó đứt. Rồi anh em thấy rắc ở đâu chạy đâu ha, chứng tỏ rắc nó không có lỏng đúng không, chứ rắc lỏng là phải te 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 rồi. Ok, con này có khả năng bắt được. Thôi lên đi, lên đi, đừng làm tao quê mày, đừng làm tao quê nha. Rồi vẫn phải kỹ, vẫn phải kỹ. Rồi ngửa bụng, cái kẹp đâu rồi? Há ra, há miệng ra. Rồi ok, lên con cá đầu tiên bằng dây BE 0.06 nha anh em, quá là phê. Tiếp tục ra chiến tiếp nha anh em. Trời tự nhiên gió mạnh quá, mình sẽ cho con mồi nó lết lết dưới đáy ha, sau đó mình sẽ giật giật hai cái để cho nó búng búng, để coi có con cá nào nó bị thu hút không. Vô, vô nha con. Phê quá. PE 0.06 anh em ơi. Con này cũng không không biết lớn không. Mình bắt hơi chậm một xíu ha anh em. Để nó chạy được, nó chạy hoài. Cái này có vẻ hơi lớn á. Dây nhỏ không biết chạy tới đâu rồi.
chiếc ca lớn không mà thấy bắt hơi hơi bị lâu. Mấy pha vô gần bờ này là rất hay bị đứt, phải bắt thật là kỹ chứ để em mất công dìu từ nãy tới giờ, công cốc thì ổn. Sắp lên này, con này bự hơn con lúc sáng rất nhiều. Bắt 5 con chắc vô thở oxy luôn. Con này bự rồi. Con này bự nha. Rồi, ok, vô tới đây là coi như thành công 99,9%. Giờ kẹp nó lên thôi. Mày hả bởi. Ok, thành công nha anh em. Cá khá là bự ha. Tiếp tục chơi nha anh em. Vẫn là kiểu vừa lết vừa nhấp nhấp ha. Kiểu này bữa nay mình thấy cá nó khá là chịu ăn. Vô nha anh em. Bữa nay mình cảm giác nó không lớn. Ui, cũng lớn nha, cũng lớn nha. Lớn hơn con sáng. Con này mình sẽ bắt kỹ nha, cố gắng sẽ bắt được nó. Trời ơi, chạy tệ. Rồi, để nó chạy quá cũng không tốt. Chuẩn bị đưa nó vô xích rắt vô đi em. Trời ơi, bị chạy tới đâu rồi. Dây nó nhỏ nè, mà thêm sóng nước nữa mình không có nhìn thấy được cái dây ha. Con này nhiều khi ăn trong không ta, chết mẹ con này ăn trong rồi. Ôi, pha này hơi bị khó sơi nha anh em, tỷ lệ đứt 95%. Con này bắt còn lâu hơn con lúc nãy nữa, anh em chịu khó coi nha. Chuẩn bị Santo. Santo mình hạ cái đầu cần xuống là nó lại chìm xuống. Chứ mình dở lên cái lên được đà nó phóng lên liền. Mong là mình sẽ bắt được con này nha. Nhưng mình cảm nhận thì nó làm cà khó. Không, con này không khó. Mình thấy nó săn tô mấy cái mình tưởng nó nuốt, thực ra nó vẫn ăn ở ngoài miệng thôi, dính ở ngoài mép. Nên con này cũng khá là lớn. Mình sẽ dắt nó vô cái chỗ này để mình bắt cho nó dễ. Rồi lên đi, diễn tốt lắm. Để đi là nhận cắt xe nè.
Trời ơi, còn lì nữa, lát tôi trừ lương cho con. Lì là lát trừ lương. Nó tính Santo, phà đó đến Santo mà nó hết sức rồi. Chịu không nổi. Rồi, ui. Thôi lên đi. Lên đi. Trời ơi. Vẫn còn chút chống cự cuối cùng, nhưng mà không đáng kể. Rồi. Rồi. Ui. Trời, cái kẹp này. Đủ phận. Xếp báo rồi. Ok. Wow, khá là trọng nha anh em, khoảng chắc hơn ký. Hôm bữa mình có làm cái clip mình nói là cá dịch vụ á, nó khó câu, thì nhiều anh em nói không tin. Cá tính ở dưới dễ gì mà nó không ăn. Nhưng mà anh em cứ thử đi. Lúc nào anh em có dịp anh em thử làm chuyến câu cá dịch vụ đi. Rồi anh em tự trả lời câu hỏi ha. Rồi anh em xem trên clip thấy ủa sao câu dễ quá mà có khó gì đâu. Thì khi mà mình tìm được cái cách câu con cá bể thì mình sẽ câu được ha. Còn khi mà mình chưa tìm ra cách thì nó cũng rất là khó. Với lại nó cũng tùy theo ngày nha anh em. Có ngày câu ăn, có ngày câu không ăn. Nói chung là nó kỳ lắm. Nó không có theo một cái quy chuẩn nào hết ha. Ngày hôm nay nó ăn kiểu này, ngày mai nó sẽ ăn kiểu khác. Khác với con cá tự nhiên là khi mình câu nó rất là dễ tấn công con mồi. Còn những con cá này kiểu ngày nào nó cũng bị câu á, nên là nó bể ha. Vô nha anh em. Con này cũng không có, mình cảm giác nó không có lớn lắm. Con này không biết có nuốt hay không mà thấy Santo quá ta. Con này như nuốt rồi anh em ơi. Con này mình sẽ phải bắt rất là kỹ. Cà qua cà lại hồi là đứt dây thì không có sợ đứt BE hay nha. Cái dây BE này mình cảm nhận nó rất là dai, mình chỉ sợ nó đứt leader thôi. BE này đánh tóc vô tư, chém còn không sợ nữa. Mình giá nó hơi chát xíu này. Rồi lên. Lên đi. Vẫn còn sức. Con này khá là lì. Tại vì nó nuốt vô anh em, mình không thể nào mà ép nó được. Mình ép cái dây của mình căng nó sẽ rất là dễ đứt. Đó, nuốt nha anh em. Mình bắt buộc mình phải bắt từ từ.
Còn mình, mấy con mà dính mép á mình đã đưa nó lên từ nãy giờ rồi. Rồi. Lên. Ui. Trời ơi, phà đó sơ sẩy ở đứt rồi. Phà đó hên không đứt. Rồi ok. Nuốt anh em. Ok nha anh em. Nuốt ha, mình phán đoán đã chính xác. Lên cá nha. Trời nó cũng hơi nắng rồi anh em. Mình sẽ bắt một con nữa thôi. Mình sẽ hoàn thành cái thử thách câu 5 con cá nha. Mình sẽ đi vô mình nghỉ ngơi. Vô nha anh em. Con này có vẻ lớn nha. Trời chạy ghê quá. Xích giặc lại. Không cho mày chạy nữa. Vô đi. Vô. Để chạy hồi là vô cái chân chòi kia là nó cứa cái là đứt dây liền anh em. Mấy con này nó cũng khôn lắm, nó toàn kiếm mấy cái địa hình nó lụi vô không à. Đưa nó ra khỏi vùng nguy hiểm. Rắc cứng luôn ha nè. Bè 0.06 nha mà rắc chơi vẫn cứng chứ không phải là thả lỏng cho chạy te 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 te. Nhưng đánh dây này mình chỉ sợ đứt leader thôi. Còn BE thì không sợ. Con này tỷ lệ bắt thành công tới 99%. Sẽ qua bên khu vực bên đây để mình bắt cho nó dễ. Mình vừa đi mình vừa dắt nó qua tới bên đó luôn ha. Tại khu vực này á, cái địa hình này không có cái chỗ để con cá nó dựa vô để mình bắt nó lên ha. Con này cũng khá lắm nha anh em. Vô gần tới bờ mình sẽ bớt xả bớt rắc ra để tránh cái trường hợp con cá nó nhảy á. Cái trường hợp con cá nó nhảy nó sẽ làm đứt dây không ạ. Dắt nó qua tới bên đó luôn. Nó lên nữa. Chỗ này bắt cũng được này. Để bắt luôn. Còn sức. Rồi. Mày xong mày rồi. Rồi rồi mày xong rồi. Xong. Lên bờ nha anh em. Cá khá là bự. Đó, ok, con cá khá là bự ha. Mỗi bữa ha, câu toàn đụng cá nhỏ không, nay dùng dây nhỏ thì toàn dính cá khá khá. Hey. Bye bye. Mình vừa hoàn thành cái thử thách gọi là bắt 5 con cá chẽm bằng PE 0.06 nha anh em. Cảm giác rất là phê ha. Cái PE này nó rất là dai ha. Mình câu cá chẽm mình không sợ đứt PE mà chỉ sợ là nó đứt leader thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi ha. Bây giờ mình sẽ đi vô nghỉ trưa. Bye bye.